Rồi mẹ đi tạm mắt kiến cho tiền này. Không tiền tiền không rồi bị ông phát hiện coi, bị ông phát hiện đem mắt kiến này. Tạm mắt kiến của ông này phải không? Tin ơi, tin tạm mắt kiến của ông này. Tin đi bác chị. Đi. Bác chị Hà Vinh. Hà Vinh. Bác chị gì? Bác chị Hà Vinh. Tin đang tạo mắt kiến của ông rồi nè. Cái giờ mắt kiến xinh tiệu giờ. Rồi Tin ngồi trước hả Tin? Sao ngồi trước lấy cái ghế? Hả? Ngày sao hả? Tin có mắt kiến này, Tin ngồi trước được mà về. Tôi bị bệnh này, con phải ngồi sau. Tôi ngồi sau thì đóng đi. Cái máy kiến của City Đèn hợp chỉ cái nón màu xanh luôn. City Đèn đã vô khám rồi. Đây, gửi cho mọi người. Lên đặt hàng mà sẽ đính kèm ở dưới rất là rẻ mà đẹp, ok. Nói chung dùng mấy bữa rồi thấy ok, dẻo ha, cũng khá dẻo, đều cũng ok, thoải mái, đi không lo bụi, ok luôn. Đi xe máy rất là tiện lợi nha. có kẹo đuôi mên nè. Ủa đâu đâu nó vậy? Gì vậy? Có kẹo gì vậy? Dưỡng thuốc nghỉ cho khỏe. Dạ. Gì tên? coi nó thấy quá trời luôn, nó kêu quá trời luôn. Đâu rồi, đã lên làm kiểu rồi, tao kiểu rồi. Này tao kiểu rồi, rồi hai. mới chơi xích đu xong. Đây vô. Ok, chào và hẹn gặp lại mọi người ở đây sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ chị Tiền Dừa và xin đứng nhé, bye.